Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Úc sẽ mua máy bay sát thủ do Mỹ sản xuất. Chính phủ Úc ngày 8 tháng 7 thông báo nước này sẽ trang bị cho quân đội máy bay không người lái Switchblade 300 do Mỹ sản xuất. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Úc Pat Conroy cho biết đánh giá chiến lược quốc phòng của Úc đã nêu rõ rằng công nghệ mới và lợi thế bất đối xứng là những ưu tiên quan trọng. Theo ông Pat, đó là lý do tại sao chính phủ đang hành động để tăng cường việc sử dụng thiết bị này. Switchblade 300 được sản xuất bởi nhà sản xuất máy bay không người lái AeroVironment của Mỹ. Nặng chưa đến 2 kg, kích thước nhỏ và có khả năng dẫn đường chính xác và có thể khai triển trong chưa đầy 2 phút thông qua ống phóng từ đất liền, trên biển hoặc các nền tảng di động. Bộ trưởng Conroy cho hay việc trang bị Switchblade 300 giúp lực lượng vũ trang nước này thực hiện thành công các nhiệm vụ và duy trì lợi thế trước các đối thủ tiềm năng. Trước đó, chính quyền Thủ tướng Úc Anthony Albanese đang đầu tư hơn 10 tỷ Mỹ Kim để phát triển máy bay không người lái. Úc dự kiến sẽ nhận được những chiếc Switchblade 300 đầu tiên trong năm nay và đưa vào sử dụng vào năm 2025. Nước này không tiết lộ sẽ mua bao nhiêu chiếc từ Mỹ. Trước đó, hồi tháng 2, một công ty con ở Úc của nhà sản xuất máy bay Boeing đã hợp tác sản xuất máy bay không người lái quân sự MQ-28A Ghostbat, có thể đảm nhận nhiều chức năng khác nhau, trong đó có cả vai trò chiến đấu. Philippines và Nhật ký thỏa thuận lịch sử cho phép khai triển lực lượng ở trên lãnh thổ của nhau. Philippines và Nhật Bản vừa ký một thỏa thuận quốc phòng đáng chú ý, cho phép khai triển lực lượng ở trên lãnh thổ của nhau. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang gia tăng. Thỏa thuận tiếp cận đối ứng đã được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là ông Gilberto Teodoro và Ngoại trưởng Nhật Bản là Yoko Kamikawa dưới sự chứng kiến của Tổng thống Philippines ông Marcos ở tại dinh Tổng thống Philippines vào ngày hôm nay. Thỏa thuận này sẽ cung cấp khuôn khổ pháp lý cho việc thúc đẩy hợp tác quân sự, bao gồm cử nhân viên quốc phòng đến lãnh thổ của nhau để huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm và thiết bị cùng với các hoạt động khác. Đây là thỏa thuận đầu tiên thuộc về loại này mà Nhật Bản ký kết ở châu Á và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cơ quan lập pháp của cả hai nước phê chuẩn. Tháng 2 năm ngoái, trong chuyến thăm của Tổng thống Marcos đến Nhật Bản, hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác trong các hoạt động cứu trợ thiên tai, vốn là tiền đề cho thỏa thuận tiếp cận đối ứng hiện nay. Vào tháng 11 năm ngoái, Nhật Bản cũng đã đồng ý cung cấp cho Philippines những radar giám sát bờ biển, là dự án hợp tác đầu tiên theo chương trình hỗ trợ an ninh chính thức để nhằm tăng cường khả năng răn đe của các quốc gia đối tác. Nhà phân tích địa chính trị là Don McLean Gill ở tại Manila đánh giá thỏa thuận này rất quan trọng, cho phép Philippines tăng cường khả năng tương tác với các đối tác có cùng chí hướng và củng cố quan hệ đối tác an ninh trong khu vực. Philippines có hiệp định lực lượng thăm viếng với Mỹ và Úc, trong khi Nhật Bản cũng có các thỏa thuận tương tự với Úc và Anh và đang đàm phán một thỏa thuận khác với nước Pháp. Lở đất tại Indonesia, 11 người thiệt mạng. Lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra tại một mỏ vàng trái phép ở đảo Sulawesi, miền trung Indonesia, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 45 người mất tích. Tai nạn xảy ra khi mưa lớn gây lở đất, chôn vùi các khu trại tạm của 79 dân làng đang đào vàng tại quận Bon Bolango, tỉnh Gorontalo. Herianto, người đứng đầu văn phòng tìm kiếm và cứu nạn địa phương, cho biết lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 23 người, trong đó có 6 người bị thương và tìm thấy 11 thi thể, bao gồm 2 phụ nữ và một bé trai 4 tuổi. Khoảng 45 người vẫn mất tích, một số nạn nhân là thợ mỏ, số khác là người bán hàng gần đó. Do địa hình hiểm trở và các cây cầu dẫn tới hiện trường bị sập, lực lượng cứu nạn phải đi bộ đến khu vực này. Ít nhất 180 người, bao gồm cảnh sát và quân nhân, đã được điều động đến để cứu nạn. Afifuddin Ilahu, giới chức phụ trách cứu nạn, cho biết mưa lớn và bùn đất khiến nỗ lực tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Abdul Muhari, phát ngôn viên cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia, thông báo rằng mưa lớn từ ngày 6 tháng 7 đã làm vỡ một con đê, gây ngập lụt cao tới 3 mét ở 5 ngôi làng tại Bon Bolango, ảnh hưởng đến gần 300 ngôi nhà và khiến hơn 1.000 người phải di tản. Khai thác mỏ trái phép là hoạt động phổ biến tại Indonesia, mang lại sinh kế cho nhiều người nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các thợ mỏ phải đối mặt với nguy cơ lở đất, lũ lụt hoặc sập hầm, thường sử dụng các chất độc hại như thủy ngân và cyanua mà không có dụng cụ bảo vệ đầy đủ. Phe Hezbollah mở cuộc tấn công đường không lớn nhất vào mục tiêu Do Thái. Hezbollah tại Lebanon vừa tuyên bố phát động một cuộc tấn công đường không lớn nhất, điều khiển máy bay không người lái tấn công ở căn cứ quân sự của Do Thái trên cao nguyên Golan. Nhóm này cho biết là đã điều nhiều phi đội tấn công trung tâm trinh sát của Do Thái ở trên núi Hermon. Đáp trả về việc Do Thái đã hạ sát một thành viên cao cấp của họ ở miền đông của Lebanon vào ngày 6 tháng 7.
Cuộc tấn công nhắm vào những hệ thống tình báo của Do Thái, gây hỏa hoạn lớn. Do Thái chiếm cao nguyên Golan từ Syria vào năm 1967 và đã sát nhập, nhưng phần lớn cộng đồng quốc tế không công nhận. Quân đội Do Thái thông báo rằng một máy bay không người lái gắn chất nổ đã rơi xuống khu vực chống trải ở trên núi Hermon mà không gây ra thương vong. Họ cũng tuyên bố là lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công một số mục tiêu bay từ Lebanon khi mà còi báo động vang lên ở cao nguyên Golan. Do Thái xác nhận là đã hạ sát một thành viên chủ chốt trong đơn vị phòng không của Hezbollah vào ngày 6 tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái đã đến thăm quân đội ở trên núi Hermon trước khi Hezbollah tung đòn tấn công. Hezbollah đã tiến hành thêm 4 cuộc tấn công khác vào những địa điểm quân sự của Do Thái bên kia biên giới bằng hàng loạt những phi đạn, khiến 4 người bị thương. Các cuộc giao tranh đã khiến 497 người ở Lebanon thiệt mạng, chủ yếu là chiến binh cùng với 95 dân thường. Do Thái thì có 16 binh sĩ và 11 thường dân thiệt mạng, hàng chục ngàn cư dân phải di rời. Căng thẳng leo thang gần đây làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa Do Thái và Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái khẳng định quốc gia của ông sẽ tiếp tục chiến đấu dù có đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza hay không. Các đồng minh của Hezbollah bao gồm có cả Iran và lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq tuyên bố rằng họ sẵn sàng hỗ trợ nếu như Hezbollah bị Do Thái tấn công. Người lưu vong Tây Tạng bất an về tương lai của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tại một tu viện ở miền Bắc Ấn Độ, vị tu sĩ bảo vệ Đạt Lai Lạt Ma cảm thấy lo lắng về tương lai khi Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa bước sang tuổi 89, bởi Trung Quốc kiên quyết rằng họ sẽ chọn người kế nhiệm ông làm lãnh đạo tinh thần tối cao của Tây Tạng. Hộ pháp Ne Chung, Nải Quỳnh Hộ Pháp cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma đương nhiệm có vị thứ 14, thì sẽ có người kế nhiệm là vị thứ 15, 16, thứ 17. Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang hồi phục sau một cuộc phẫu thuật ở Mỹ, cho biết ông sẽ làm rõ các câu hỏi về việc kế vị, bao gồm cả việc liệu ông có hóa thân tái sinh không và tái sinh ở đâu vào khoảng sinh nhật thứ 90 của mình. Vị Đạt Lai Lạt Ma đương nhiệm là một nhân vật đã hoằng hóa Phật Pháp trên toàn thế giới và được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1989 vì kiên trì duy trì sự chính nghĩa của Tây Tạng lưu vong. Tuy nhiên, Bắc Kinh coi ông là một kẻ ly khai nguy hiểm, mặc dù ông đã áp dụng phương pháp mà ông gọi là trung đạo nhằm tìm kiếm quyền tự trị thực sự và tự do tôn giáo trong hòa bình ở Trung Quốc. Bất kỳ người kế nhiệm nào cũng sẽ thiếu kinh nghiệm và chưa được biết đến trên trường quốc tế, gây lo ngại về tương lai phong trào Tây Tạng lưu vong. Chính quyền Trung ương Tây Tạng cũng đang chuẩn bị cho một tương lai không có Đạt Lai Lạt Ma với sự hỗ trợ từ Mỹ và Ấn Độ. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden dự kiến ký luật yêu cầu Bộ Ngoại giao phản bác thông tin sai lệch của Trung Quốc về Tây Tạng. Chuyên gia Robert Barnett cho rằng dự luật có thể dẫn đến việc các chính phủ phương Tây từ chối công nhận yêu sách của Trung Quốc rằng Tây Tạng luôn là một phần của họ. Mỹ từ công khai bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh rằng Tây Tạng luôn là một phần của Trung Quốc. Penpa Tezrin, một người đứng đầu chính quyền Trung ương Tây Tạng, cho rằng với sức nặng của Mỹ đằng sau chiến lược này, những người lưu vong hy vọng sẽ đẩy được Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán. Iran bắt giữ được 8 nghi phạm có liên quan đến vụ tấn công trong thời gian bầu cử. Cơ quan tình báo Iran vừa bắt giữ được 8 nghi phạm có liên quan đến vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe chở thùng phiếu ở tỉnh Sistan và Balochistan. Sự việc xảy ra sau vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống Iran vào ngày 29 tháng 6, khiến 2 nhân viên an ninh thiệt mạng và một số người đã bị thương. Cơ quan tình báo của tỉnh Sistan và Balochistan sau đó bắt giữ được các nghi phạm mà họ cho là khủng bố, đồng thời thu giữ được nhiều vũ khí cùng máy bộ đàm, hai chiều và vật liệu nổ. Cơ quan tình báo Iran cũng cho biết nhóm này đã nhận được chỉ đạo từ nước ngoài và đang lên kế hoạch cho những cuộc tấn công tiếp theo, song không nêu rõ về thông tin chi tiết. Các nghi phạm tấn công không lấy được thùng phiếu mặc dù đã làm bị thương 5 người trên xe, bao gồm có nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên bầu cử. 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Tỉnh Sistan và Balochistan, giáp danh với biên giới Pakistan và Afghanistan, đã chứng kiến nhiều vụ khủng bố nhắm vào dân thường và lực lượng an ninh trong những năm gần đây. Những người Philippines mong mỏi quyền được phép ly hôn. Người dân Philippines, quốc gia duy nhất ngoài Vatican cấm ly hôn, mong đợi quốc hội sửa luật để thoát khỏi những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hạ viện Philippines đã thông qua dự luật cho phép ly hôn vào tháng 5. Nếu Thượng viện đồng ý, ly hôn sẽ trở thành hợp pháp. Mặc dù tương lai của dự luật còn chưa chắc chắn, nhiều người vẫn đặt hy vọng vào nó. Bà AJ Alfafara, điều phối viên của Liên minh Divorce Filipinas, chia sẻ lần này bà cảm thấy có cơ hội. Chị Michelle Bulan, dù ly thân với người chồng bạo hành đã 6 năm, vẫn không thể ly hôn. Kể về tuổi thơ bị bạo hành và cuộc hôn nhân đầy đau khổ, chị cho biết các con chị bắt đầu coi việc bố mẹ cãi cọ là bình thường. Và chị nhận ra đây không phải là cuộc đời mà chị muốn cho các con.
chị không thể kết thúc cuộc hôn nhân nếu không trải qua quá trình hủy hôn phức tạp và tốn kém. Hiện luật pháp Philippines chỉ chấp nhận hủy hôn, tuyên bố hôn nhân chưa từng tồn tại. Ly hôn chấm dứt hôn nhân hợp pháp vẫn chưa được hợp pháp hóa dù có bạo hành hay ngoại tình. Một số người đã phải chuyển đến các quốc gia khác để ly dị và hy vọng điều này được công nhận ở Philippines. Theo khảo sát của Social Weather Station, 50% người Philippines trưởng thành ủng hộ hợp pháp hóa ly hôn, trong khi 31% phản đối, chủ yếu là người công giáo bảo thủ. Nhiều thượng nghị sĩ có tầm ảnh hưởng phản đối dự luật và ủng hộ mở rộng quyền hủy hôn đắt đỏ thay vì ly hôn. Quốc hội sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 năm 2025 và nhiều thượng nghị sĩ có thể do dự ủng hộ dự luật ly hôn khi đối mặt với cuộc bầu cử. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. không đưa ly hôn vào ưu tiên của mình, nhưng bà Alfa Fara vẫn lạc quan rằng đây là một chính sách dân sự, không phải tâm linh.